Chà, ồn ào chứ kìa. Cá cóc có một khả năng độc đáo, chúng có thể tạo ra âm thanh rất lớn. Tai người thường không thể nghe thấy âm thanh đó, đặc biệt nếu chỉ có một con cá kêu cùng một lúc thì... Chà, sẽ rất khó quên và bạn có thể không thể ngừng nghe thấy nó. Cá cóc là một phần phổ biến của hệ động vật ngoài khơi, Sosalitor California, và hàng năm, hàng ngàn con tụ tập thành đàn để tiệc tùng và... la hét. Chúng cùng nhau tạo ra một âm thanh tập thể mà người dân ở gần bờ có thể dễ dàng nghe thấy. Tiếng ồn có thể được mô tả là tiếng ù ù trầm, thậm chí có thể lọt vào trung tâm thành phố. Một số người cảm thấy khó chịu vì tiếng ù ù liên hồi này. Đây là một hiện tượng tự nhiên độc đáo nhưng có một nhược điểm. Có lúc cá bơi xa bờ, nhưng âm thanh vẫn còn. Ngoài ra, các nhà khoa học đã chứng minh rằng tiếng ồn do cá tạo ra này không thể lan truyền khắp thành phố và nhiều cư dân vùng ven biển không nghe thấy. Tuy nhiên, một số người vẫn tiếp tục nghe thấy tiếng vo ve kỳ lạ này. Trong trường hợp tương tự, hãy tưởng tượng bạn vừa chuyển đến một ngôi làng nhỏ ở Scotland. Bạn thuê nhà, ăn tối và đi ngủ. Khi bạn đang chìm vào giấc ngủ, một tiếng ù ù kỳ lạ tràn ngập căn phòng của bạn. Có vẻ như ai đó đã khởi động chiếc xe tải của họ ở đâu đó phía xa. Âm thanh ấy tương tự như tiếng bass lớn, trầm, phát ra từ loa. Tiếng vo ve giúp bạn tỉnh táo, bạn bị đau nửa đầu và thậm chí cảm thấy buồn nôn. Vào buổi sáng, bạn phát hiện ra rằng một số người dân địa phương khác cũng nghe thấy tiếng ù khủng khiếp này. Họ kể cho bạn nghe về một nhà máy lớn nằm gần đó. Máy móc, động cơ, nồi hơi, lỗ thông hơi lớn và máy phát điện phát ra tiếng ồn lớn và nặng nề truyền qua không khí. Sóng âm lan rộng khắp làng và khiến người dân khó chịu vì họ có thính giác nhạy bén. Bạn đã nghe thấy âm thanh này được vài ngày và bị mất ngủ. Và rồi một ngày nọ, nhà máy bị phá sản. Tất cả công nhân rời khỏi đây và họ tắt hết động cơ và quạt. Tuyệt vời! Cuối cùng bạn sẽ ngủ trong yên bình. Nhưng bạn biết gì không? Âm thanh không biến mất. Nó theo bạn mọi lúc mọi nơi. Và lý do không phải là nhà máy, những con cá hay động cơ xe tải. Hãy tưởng tượng bạn đang đi bộ trên đường phố của một thị trấn nhỏ ở Anh. Có rất nhiều máy bay đang bay ngay phía trên bạn. Tiếng ù ù mà chúng tạo ra đi theo bạn. Ngay cả trên giường bạn cũng có thể nghe thấy nó. Bạn tự hỏi, liệu có sân bay nào gần đây không? Bạn hỏi người dân địa phương và phát hiện ra rằng ở đây thậm chí còn không có đường băng. Nhưng âm thanh này đến từ đâu? Bạn ngẩng đầu lên nhìn và thấy bầu trời trong xanh. Không có máy bay nhưng có tiếng ồn. Và bạn không phải là người duy nhất nghe thấy. Một số người dân địa phương chắc chắn rằng tiếng ồn đó xuất phát từ đường cao tốc. Hàng nghìn chiếc ô tô chạy theo hai hướng và để lại những làn sóng âm thanh lớn. Nhưng vào ban đêm, không có ô tô ở đó thế mà âm thanh vẫn còn. Có lẽ bạn đang phát điên. Những câu chuyện của mọi người về tiếng vo ve đã cứu bạn khỏi cơn điên loạn này và không chỉ cư dân của thị trấn này mới biết về nó. Khoảng 4% dân số thế giới nghe được The Hum. Những người lạ kể cho nhau nghe về tiếng ù ù khiến họ không thể ngủ và tập trung vào việc gì đó. Âm thanh theo họ đi khắp mọi nơi và không dừng lại. Một số người nghe thấy nó ở vài nơi nhất định nên họ thường chuyển đến các thành phố khác. Có lẽ bạn nghe thấy nó và không chú ý. Nhưng hãy cẩn thận, nếu bạn nhận ra nó một lần, bạn sẽ không thể ngừng nghe thấy. Có một trang web và một diễn đàn trên Internet dành riêng cho The Hum. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã đặt vị trí địa lý ở những nơi mà họ nghe thấy hiện tượng bí ẩn này. Bạn có thể tìm thấy hàng ngàn tọa độ này trên trang web và thậm chí thêm tọa độ của riêng bạn. Mọi người mô tả các mức độ tiếng ồn khác nhau và chia sẻ nguồn gốc của chúng. Một số lý thuyết cho rằng tiếng ù ù ấy là âm thanh của hành tinh chúng ta phát ra từ lõi. Một số người khác chắc chắn rằng nó đến từ bầu khí quyển. Các nhà khoa học thậm chí đã được hỏi ý kiến, nhưng họ cũng không biết nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Mọi người sử dụng micro và bộ khuếch đại tần số cao để ghi lại tiếng ồn. Hầu như ở khắp mọi nơi, họ phát hiện ra rung động tần số thấp mà tai con người thực tế không thể bắt được. Nó hòa lẫn với âm thanh của ô tô, máy in trong văn phòng và tàu điện ngầm. Đôi khi người ta không nghe thấy nữa, nhưng tiếng vo ve tăng lên khi họ nằm trên giường. Nhiều ghi chép về tiếng vo ve nói rằng người ta nghe thấy nó ở các thành phố công nghiệp. Đôi khi những người tìm kiếm âm thanh đó phát hiện được nguồn gốc.
Hóa ra, đó chính là những nhà máy có máy phát điện đang hoạt động, nơi âm thanh lọt vào hệ thống thông gió, để rồi quạt sẽ phát tán âm thanh ấy ra bên ngoài tòa nhà. Khi máy phát điện ngừng hoạt động, âm thanh biến mất. Nhưng đây là những trường hợp hiếm gặp. Thông thường không ai có thể tìm ra nguồn gốc của tiếng ồn. Một trong những nơi nổi tiếng nhất mà bạn có thể bắt gặp nó là ở thành phố Taos ở New Mexico. Khoảng 2% người dân địa phương nghe thấy tiếng vo ve kỳ lạ mỗi ngày. Một số khách du lịch cũng trải nghiệm nó. Các nhà khoa học đến thành phố để nghiên cứu bí ẩn này nhưng không tìm ra lời giải thích. Một số giả thuyết cho rằng âm thanh bất thường của nơi này gây ra tiếng ù ù. Một số người cho rằng đó chỉ là ảo giác hoặc sức mạnh của sự ám thị. Mọi người nói nhiều về tiếng vo ve đến mức não tạo ra ảo giác về một âm thanh không tồn tại. Người dân địa phương tin rằng bản chất của tiếng vo ve rất bí ẩn và gắn liền với linh hồn xấu. Dù đó là gì đi nữa, vẫn chưa có ai tìm ra sự thật. Tiếng ù ù mà mọi người trên khắp thế giới nghe thấy có thể là kết quả của hoạt động địa chấn ở các mảng kiến tạo dưới nước biển. Những khối khổng lồ của vỏ trái đất đang từ từ di chuyển và va chạm với nhau. Điều này tạo ra tiếng ồn truyền đến chúng ta dưới dạng tiếng ù ù. Nhưng tại sao chỉ có một số ít người nghe thấy nó? Có lẽ khoảng 4% dân số thế giới có thính giác đặc biệt. Dù thế nào đi nữa thì các nhà khoa học cũng chưa thể xác nhận được giả thuyết mảng kiến tạo. Một số nhà nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân là do tàu ngầm. Họ sử dụng tín hiệu vô tuyến tần số thấp để liên lạc trên toàn thế giới. Những tín hiệu này lan truyền trên bề mặt và có thể ảnh hưởng đến cơ thể con người. Khi tai bắt được những sóng âm này, nó sẽ phản ứng và gây ra những rung động tương tự như tiếng ù ù. Điều này xảy ra do năng lượng âm thanh tần số thấp va chạm với các mô mềm của hộp sọ và kích thích dây thần kinh thính giác. Trên thực tế, nó thậm chí không phải là một âm thanh. Đó là ảo giác được tạo ra bởi bộ não của bạn. Nhưng vẫn không ai có thể xác nhận giả thuyết này. Có lẽ, dông bão có thể tạo ra hiện tượng vo ve. Khoảng 8 triệu tia sét đánh vào trái đất mỗi ngày. Mỗi lần sét đánh sẽ tạo ra một điện tích mạnh mẽ. Sét xuyên qua không khí và làm nó cộng hưởng giữa bề mặt trái đất và tầng điện ly. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng nguyên tắc rất đơn giản. Hãy tưởng tượng bạn đang thổi vào cổ chai. Bạn có nghe thấy tiếng ù trầm đục này không? Sét hoạt động tương tự, và đó chỉ là một cú sét đánh. Hãy tưởng tượng đến hàng triệu cú sét đánh như vậy nào. Sóng âm thanh lan truyền khắp hành tinh và một số người nghe thấy chúng. Sét đánh liên tục nên tiếng ù ù không bao giờ dừng lại. Năm 1973, các nhà khoa học đưa ra một lý thuyết cho rằng nguyên nhân tạo ra tiếng vo ve là do dòng phản lực cắt ngang không khí chuyển động chậm hơn. Nói một cách đơn giản, gió và luồng không khí nhanh giao nhau với những luồng chậm hơn. Kết quả là một âm thanh như huýt sáo xuất hiện và các tháp điện và đường dây điện sẽ khuếch đại nó. Nhân tiện thì những báo cáo đầu tiên về tiếng ồn xuất hiện vào những năm 70. Mọi người biết đến hiện tượng này từ thành phố nhỏ Bristol của Anh. Hàng chục cư dân đã nghe thấy tiếng động lạ này ở nhiều khu vực khác nhau trong thị trấn. Lúc đầu họ phớt lờ nó, sau đó âm thanh ngày càng khó chịu hơn. Nó ngăn cản mọi người làm việc và sinh hoạt bình thường. Họ không thể ngủ và không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Có một nhà kho sử dụng quán công nghiệp ở thị trấn lân cận. Người dân địa phương chắc chắn rằng đây là lý do gây ra tiếng ồn ào. Nhà kho ngừng hoạt động vài năm sau đó, nhưng âm thanh vẫn còn. Bạn thậm chí có thể nghe thấy nó ngay bây giờ nếu bạn đến thăm thành phố. Có rất nhiều giả thuyết về tiếng ồn này, nhưng bạn có thể giảm gần một nửa trong số đó nhờ một yếu tố. Các mảng kiến tạo, hoạt động địa chấn, sét đánh, lớp vỏ trái đất và không khí cộng hưởng là những lời giải thích hợp lý, nhưng hãy nhìn vào tất cả các ghi chép về tiếng ồn. Mọi người chỉ bắt đầu đề cập đến điều này vào những năm 70. Nếu hiện tượng này xuất hiện sớm hơn thì nhiều tờ báo đã viết về nó. Rõ ràng tiếng vo ve không phải là một bí ẩn của tự nhiên. Có lẽ đây là hệ quả của tất cả những thành tựu công nghệ của chúng ta. Các nhà máy, đường dây điện, máy bay, ô tô, tàu thủy, tàu hỏa, lò vi sóng và máy phát điện tạo ra tiếng ồn nền không thể nhận thấy mà hầu hết mọi người đều bỏ qua. Chúng ta đã quá quen với những tiếng động này đến nỗi quên mất sự im lặng là gì. Có lẽ bộ não của chúng ta tạo ra tiếng vo ve trong đầu để phản ứng với thế giới ồn ào của chúng ta. Nếu bắt đầu lắng nghe thật kỹ ngay bây giờ, bạn sẽ nghe thấy loại âm thanh nào? Chúng đến từ đâu? Và có tiếng ù ù nào trong số đó không?